Về huyết dụ các anh nhá. Vừa này trồng có một khóm đây, đủ để cho gia đình dùng. Cây này rất dễ nhận biết thôi. Đây, cái thân nó giống như cây lồng bồng, bồng bồng. Rất dễ nhận biết thôi. Còn lá đây ạ, lá thuôn dài. Cây huyết dụ này thì được sử dụng rất nhiều trong những bệnh liên quan về đường huyết. Ví dụ như là ho ra máu này, phụ nữ bị rong kinh này, băng huyết này, rồi trẻ em bị chảy máu cam, rồi chảy máu dạ dày, hoặc là đi tiểu tiện ra máu, người ta đều sử dụng cái cây này. Bổ huyết, rồi có tính mát, vị nhạt tính mát, bổ huyết, tác dụng là bổ huyết và cầm máu, rất là tốt các bác nhé. Thì một số những kinh nghiệm như này, cái được quân đánh giá cao nhất của cây này đó là điều trị trường hợp bị băng huyết các bác nhé. Băng huyết ở phụ nữ thì không cái gì tốt bằng cái cây này các bác. Không có cái loại cây thuốc nào tốt bằng cái cây huyết dụ này. Các bác nhớ là trong trường hợp phụ nữ bị băng huyết thì các bác hãy tìm ngay cây này, cây huyết dụ. Và các bác phối hợp có thể sử dụng độc vị hoặc là có thể phối hợp với những vị thuốc khác. Cách sử dụng độc vị đó là chúng ta hái một nắm lá cây huyết dụ này. Đấy. Sau đó là rửa sạch. Một nắm khoảng là 50 gram các bác nhé. 50 gram. Rồi các bác rửa sạch, giã nát. Đấy. Cho thêm một ít muối. Sau đó là cho nước sôi, đổ trực tiếp vào thuốc và chờ đến khi thuốc ấm và uống được thì cho bệnh nhân uống. Ngày sử dụng từ 2 đến 3 lần. Đấy, trong trường hợp bị băng huyết các bác nhé. Đấy, cây thuốc này là cái đặc công dụng nổi bật nhất, đó là trong trường hợp bị băng huyết ở phụ nữ, cực kỳ hiệu nghiệm các bác nhé, cực kỳ hiệu nghiệm. Ở cái trường hợp thứ hai nữa chúng ta sử dụng cái cây huyết dụ này là trong trường hợp bị chảy máu cam. Thì Quân đã có một video trước đây giới thiệu với các bác về cây thồm lồng gai. Để các bác sử dụng kết hợp cây huyết dụ, lá cây huyết dụ, lá cây chắc bá diệp, sao cháy, rồi cỏ nhọn nồi và lá cây thồm lồng gai. Đấy, sử dụng là sắc uống ngày từ 2 đến 3 lần. Rất tốt trong trường hợp bị chảy máu cam đó nhé. Trường hợp thứ ba nữa, trong trường hợp bị ho ra máu thì các bác sử dụng lá cây huyết dụ là 10 gram, rễ cây rẻ quạt 8 gram, và lá cây chắc bá diệp, sao đen 4 gram, rồi lá cây thài tía 4 gram. Tất cả phơi khô, sắc uống ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần. Ở trong trường hợp bị đi tiểu ra máu, rồi bị kiết lỵ thì người ta cũng sử dụng cái cây huyết dụ này. Trong trường hợp bị kiết lỵ thì có cái bài thuốc về cây rau sam, cây nhọn nồi, cây cỏ sữa la nhỏ. Còn khi chúng ta sử dụng cái huyết dụ này thì các bác kết hợp lá cái huyết dụ dạng tươi là 20 gram, cỏ nhọn nồi 12 gram, và rau má là 20 gram. Tất cả các vị thuốc các bác xả nát, sau đó cho thêm một ít nước để vắt lấy nước cốt, và ngày uống từ 2 đến 3 lần. Ở đây các bác có rất là nhiều những tác dụng của cây huyết dụ mà Quân muốn giới thiệu với các bác trong video ngày hôm nay. Thì nhiều bác cho rằng là cái loại cây huyết dụ mà thân tím như này, lá tím như này mà thân cao Quân đang giới thiệu thì tác dụng ít hơn. Đúng như vậy. Khi chúng ta tìm được cây huyết dụ đỏ hai mặt, cái loại cây mà thấp và lá nó mỏng hơn ấy, Quân sẽ chèn hình ảnh vào cho bác xem nhé. Đó, nếu chúng ta tìm được loại cây này thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không chúng ta sử dụng cái loại cây lá tím thân cao như thế này vẫn được thôi nhé. Còn có một loại cây huyết dụ thứ ba nữa, Quân sẽ làm một cái video giới thiệu riêng về cái loại đó. Cái loại đó tác dụng chữa bệnh nó lại khác hoàn toàn so với cái loại lá đỏ và lá tím như này. Thì các bác hãy đăng ký kênh thuốc để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Quân.